Các bạn có tin ở trên đời này có ma không? Có đó, tôi gặp rồi. Một con ma nữ, đầm trắng, tóc vàng. Sau này phải cẩn thận nghe không? Cái này giống mình, đi chắc là bước tới một bước là thúi luôn á quỳ. Cái này là con lấy tao mà, con lấy bạn à? Chị tôi là ma, tôi đâu phải con người đâu. Tôi biết nói gì rồi thôi, tôi còn trong nhắn đó, bỏ định đi. Tôi bị mất trí nhớ, nên giúp cô được. Dạ, tôi nói rồi đó. Chỉ cần anh giúp tôi thực hiện tâm nguyện, vậy là tôi không bao giờ bám theo nữa. Tôi chỉ biết là trong vòng 49 ngày không khôi phục được ký ức thì sẽ tan biến mãi mãi. Tính qua đi giúp, cho thấy bạn